Hiện nay, những chiếc Porsche Cayenne thế hệ cũ hoàn toàn có thể dễ dàng được tìm thấy và sở hữu chỉ với mức giá của những mẫu SUV hạng nhỏ như Honda HR-V, Hyundai Kona hay Kia Seltos. Tuy nhiên, việc tìm được một chiếc xe được chăm sóc tốt và tân trang lại là điều ít thấy. Chiếc Porsche Cayenne 2008 được đề cập trong bài mới hoàn thành quãng đường 80.000 km trước khi được giao bán. Ngoại thất của xe được bảo quản tốt với chóa đèn trước sau vẫn còn trong. Những thanh kim loại mạ chrome giữ được độ sáng. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kép kiểu mới kích thước 20 in. Tại thị trường Việt Nam, Porsche Cayenne là đối thủ trực tiếp của những cái tên đình đám như Mercedes-Benz GLE và BMW X5 nếu xét về kích thước. Tuy nhiên, giá một chiếc Cayenne cao hơn đáng kể so với GLE và X5. Chiếc Porsche Cayenne 2008 này sở hữu động cơ V6, dung tích 3.6 lít, đi kèm hộp số tự động 6 cấp sản sinh công suất 290 mã lực và mô men xoắn cực đại 385 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 7,7 giây. Cayenne 2008 sở hữu khoang nội thất màu đen. Màn hình giải trí nguyên bản đã được thay bằng loại mới, với hệ điều hành Android giúp hiển thị định vị, bản đồ, camera lùi. Xe được trang bị ghế lái chỉnh điện 12 hướng, cùng với hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập. Trang bị đáng giá nhất bên trong xe có thể kể tới là dàn âm thanh 12 loa tới từ thương hiệu Bose. Nhiều ý kiến đánh giá rằng độ bền bỉ của những chiếc Porsche đã qua sử dụng có phần nhỉnh hơn so với các dòng xe sang tới, từ Đức khác. Chiếc Porsche Cayenne 2008 đang được giao bán với giá 750 triệu cao hơn, 14 triệu so với giá mẫu Hyundai Kona 1.6 Turbo thế hệ mới. Xe cộ.